1504-0638, bộ phận may 6, Nguyễn Thị Lê. Vâng, tôi xin đọc lại số thẻ 1504-0638, bộ phận may 6, Nguyễn Thị Lê. Vâng, xin chúc mừng. Và người tiếp theo sẽ là số thẻ 1504-2056, bộ phận PC Nghiệp Thu, Nguyễn Thị Vân. Số thẻ 1504-2056, PC Nghiệp Thu, Nguyễn Thị Vân. Vâng, xin chúc mừng. Và người may mắn cuối cùng sẽ giành được giải nhì, số thẻ 1505-1813, đến từ bộ phận tổng vụ, Trương Thị Hoa. Vâng, số thẻ 1505-1813, bộ phận tổng vụ, Trương Thị Hoa. Có mặt trong chương trình không ạ? Có không ạ? Xin chúc mừng. Thì mời Vũ Hồng Sơn, Hồng Sơn sẽ ra giải cho những người may mắn được giành được giải chỉ còn một giải thưởng nữa thôi. Quý vị mong muốn ở bộ phận nào sẽ giành được giải nhất ngày hôm nay ạ? May ạ? Đế ạ? Vâng, giải nhất của chúng tôi sẽ là một máy giặt LG. Và xin mời ông Lê Xuân Vui lên bốc thăm và trao giải. Những giải nhỏ có người lính rồi, tất cả những người đây đang chờ giải lớn nhất. Vâng, thưa quý vị, anh chị em, là giải nhất của chúng ta hôm nay là một máy giặt LG trị giá 4 triệu đồng. Và rất may mắn, tôi sẽ là người bốc thăm trúng thưởng giải nhất buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng vào phân xưởng nào ạ? May ạ? May là đúng rồi đấy. Gõ ạ? Không phải. Vâng, và xin chúc mừng người may mắn nhất của buổi tối ngày hôm nay. Xin được chúc mừng một chị. Vâng, có lẽ là tăng thêm độ kích thích và cũng như là tăng thêm sức chờ đợi chiêu thức của các anh chị, nên ngay chuẩn bị công bố giải nhất thì mic lại trục trặc. Vâng, và xin được chúc mừng chị, không phải anh ạ, một chị của phân xưởng may, chưa phải đâu, tôi nói nhầm đấy, chưa nói đâu về. Và nội dung thu nhỏ hơn tí nữa là tổ may 10 xin được chúc mừng Phùng Thị Oanh, số thẻ 1708-1605. Phùng Thị Oanh có mặt không ạ? Phùng Thị Oanh có mặt không ạ? 1708-1605, tổ may 10 Phùng Thị Oanh. Có không ạ?
Vâng, xin chúc mừng chị, một người may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, và sau đây xin mời đồng chí Vũ Hồng Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, đồng chí Bùi Thị Lan Hương. Mời đồng chí Nguyễn Tư Hoàng lên trên này chụp ảnh lưu niệm cùng linh vị. Mời hai MC. Vâng, xin cảm ơn các chị đã đến dự buổi tối ngày hôm nay.